U22 Việt Nam thiếu kinh nghiệm hay huấn luyện viên Trossier chưa cho thấy được đẳng cấp World Cup? U22 Việt Nam liệu có non kinh nghiệm và thiếu thực chiến như phát biểu của huấn luyện viên Trossier? Sau trận thua Indonesia, huấn luyện viên Trossier cho rằng các học trò thiếu kinh nghiệm và thực chiến hay chuyện SEA Games 32 không sử dụng cầu thủ lớn tuổi. Đây có lẽ chỉ là lý do để nói về thất bại. Chuyện các đội không dùng cầu thủ trên 22 tuổi là quy định chung. Indonesia, Thái Lan và tất cả các đội đều không ai dùng cầu thủ trên 22 tuổi. Đó chắc chắn không phải là nguyên nhân để nói về thất bại của U22 Việt Nam. Về kinh nghiệm và thực chiến, U22 Việt Nam khó nói non kém so với các đội. Phần lớn cầu thủ của U22 Việt Nam đã vô địch U23 Đông Nam Á 2022, tranh tài ở U23 châu Á 2022 vào tứ kết. Có một số gương mặt vô địch SEA Games 31 và góp mặt ở đội tuyển Việt Nam, Văn Khang, Duy Cương. Ngoài ra, nhiều cầu thủ thi đấu tại các sân chơi như U20 châu Á 2023, giải giao hữu Dubai Cup, V-League. Ở vòng bảng, U22 Malaysia phải nhận hai thẻ đỏ và tự kết liễu trong bối cảnh dùng ép U22 Việt Nam có thời điểm cơ hội gỡ quà đã rất gần. U22 Việt Nam đã bản lĩnh thắng Malaysia, hòa Thái Lan trong một thế trận lấn lướt. Ở bán kết, U22 Indonesia mới là đội thiếu kinh nghiệm. Họ ném đi lợi thế với tấm thẻ đỏ ngay sau khi có bàn dẫn 2-1. Indonesia thêm một lần tặng quà cho U22 Việt Nam với pha đá phản lưới nhà. Những điều đó đã phản ánh đối thủ không có được kinh nghiệm và cái độ lạnh bằng cầu thủ Việt Nam trong các trận đấu quyết định. Vấn đề của U22 Việt Nam kể từ các trận đấu giao hữu đến SEA Games 32 có hai điểm nổi bật không liên quan đến kinh nghiệm: công công sắc bén và hệ thống phòng ngự thiếu chắc chắn. Trận thua Indonesia là minh chứng. U22 Việt Nam nhập cuộc không tốt và thiếu sự chủ động so với đối thủ. Cả hai bàn thua đều diễn ra trong khoảng thời gian 10 phút đầu tiên của hai hiệp đấu. Ở bàn thua thứ ba của Việt Nam, huấn luyện viên U22 Indonesia nói: U22 Việt Nam dồn hết lên 1/3 của sân để tấn công thì chúng tôi tận dụng phản công. Tôi quyết định thay hai cầu thủ vào sân để chờ cơ hội và có thành quả. Đây là dấu ấn về chiến thuật của Indonesia để thắng U22 Việt Nam trong thế thua người. Cực nhất, huấn luyện viên Trossier từng nói, với đối thủ cùng đẳng cấp, trong Đông Nam Á chẳng hạn, đương nhiên chúng ta được đánh giá mạnh hơn, có thể kiểm soát bóng vượt trội hoàn toàn so với đối thủ. Thực tế, U22 Việt Nam không làm được như thế. Việt Nam để cho Lào ép cả hiệp 2, Malaysia cũng dùng ép và quyền kiểm soát bóng chỉ đến khi đối thủ bị đuổi liền hai cầu thủ. Hình ảnh U22 Việt Nam ở SEA Games 32 cũng khác với cách chơi tại giải giao hữu trên đất Qatar. Không có lời để nói rằng U22 Việt Nam chọn cách đá thực dụng và thường phát triển bóng dài từ giữa sân, thay vì có những pha băng bật theo triết lý kiểm soát bóng và chủ động tấn công. Công công sắc bén khi phần lớn bàn thắng đến từ khả năng đánh đầu của Văn Tùng và đối thủ đá phản lưới hoặc có phần may mắn. Phòng ngự chưa đủ chắc chắn và khả năng chống bóng bổng không tốt. U22 Việt Nam rõ ràng chưa được vận hành một cách hợp lý trong cách chơi. Đó cũng là lý do U22 Indonesia mất người nhưng có thể chờ cơ hội ra đòn kết liễu. Trong bóng đá, không ai có thể thắng mãi, nhưng thua trong thế trận có lợi thế về mọi mặt. Từ quân số đến tinh thần và đối thủ có một bàn phản lưới nhà. Huấn luyện viên Trossier không thể nói gì thiếu kinh nghiệm và thực chiến. U22 Việt Nam chỉ có thể tự trách chính mình vì không đủ mạnh để kết liễu đối thủ, qua đó nhận đòn hồi mã thương. Huấn luyện viên Trossier cũng cần có trách nhiệm về thất bại của U22 Việt Nam. Nhà cầm quân người Pháp có đẳng cấp World Cup nhưng lối chơi của U22 Việt Nam chưa thuyết phục được người hâm mộ. Đơn giản, huấn luyện viên là người toàn quyền quyết định thì đội bóng thua phải có trách nhiệm đầu tiên. Thất bại của U22 Việt Nam, cái kết đã được báo trước. U22 Việt Nam đã thành cựu vương của SEA Games. Nhiều người cho rằng đây là kết quả đã được dự báo trước. Thực tế cho thấy U22 Indonesia cũng không quá mạnh. Chúng ta thua vì sự non trẻ và vô giả. Ở trận bán kết SEA Games 32, U22 Việt Nam đã thất bại với tỷ số 2-3 trước U22 Indonesia. Điều ít ai có thể tưởng tượng khi đoàn quân áo đỏ đang nắm rất nhiều lợi thế trong tay. Chưa hơn người từ thẻ đỏ dành cho Ahn ở phút 60, hàng thủ của Indonesia không quá kèm người khi họ tổ chức tấn công liên tục. Nhưng những điều đó không khiến U22 Việt Nam ghi thêm bàn thắng nào mà chỉ ăn may một quả phản lưới nhà của đối thủ. Bên cạnh đó, những pha ghi bàn của Indonesia cũng đến bằng một kịch bản rất ngớ ngẩn. Hai bàn thua đều từ tình huống ném biên. Như vậy, vấn đề của U22 Việt Nam là ở đâu? Chúng ta thực sự gặp khó khăn trong việc phán đoán tình huống và thi đấu rất mất tập trung. Các cầu thủ bắt nhịp trận đấu chậm trong khi đối thủ tấn công một cách linh hoạt ở hai bên cánh. Trong tình huống dẫn tới bàn thua đầu tiên, Coman đã thoải mái đánh đầu tung lưới U22 Việt Nam. Gần như không có cầu thủ áo trắng nào kèm Coman từ khu vực giữa sân. Bàn thua thứ hai, thủ thành Quang Dân Chuẩn tiếp tục phán đoán sai, tạo điều kiện cho Marcelino Ferdinand thực hiện cú sút nối ngay sau đó. Trước lỗi của Dân Chuẩn là phòng ngự bước hai lỏng lẻo, không kèm người của hàng thủ. Đến bàn thua cuối cùng, hậu vệ U22 Việt Nam phạm lỗi không dứt khoát để ngăn cản pha phản công của U22 Indonesia. Khi đối phương tiếp cận được vòng cấm, khoảng trống dẫn rất nhiều dù U22 Việt Nam có lợi thế về quân số. Nhiều chuyên gia cho rằng đây là thất bại vì sự non trẻ của U22 Việt Nam. Trong tình thế bị dẫn trước nhưng các cầu thủ đã có bàn cỡ quà cùng với việc chơi hơn người thì không việc gì phải dội dàng tấn công, đặc biệt là ở thời điểm nhạy cảm là những phút bù giờ cuối cùng. Chính huấn luyện viên Indra Safri đã nhận xét sau trận đấu, Việt Nam có phần vội vàng, họ liên tục dâng cao để tìm bàn thứ ba.
Thất bại này là điều không quá bất ngờ ngay ở thời điểm trước khi SEA Games 32 diễn ra. U22 Việt Nam bước vào giải đấu trong sự nghi ngờ của người hâm mộ và giới chuyên môn. Thầy trò huấn luyện viên Trossier để thua 5 trận đấu khi chuẩn bị cho SEA Games 32 và có màn thể hiện không tốt trước U22 là ngày ra quân. Các cầu thủ trẻ thể hiện sự nóng vội, thiếu chính xác khi chuyền bóng và không có sự mượt mà cần thiết khi triển khai tấn công. Nhận xét một cách khách quan thì tuổi trẻ nào chẳng phải có sai lầm, sự chuyển giao thế hệ nào chẳng có những sai sót và trả giá bằng thất bại. Lứa cầu thủ U22 hiện giờ đang trong tình cảnh như vậy, họ được phép sai nhưng hãy nhìn nhận để sửa đổi. Sau thất bại, huấn luyện viên Philip Trossier vẫn khẳng định, tôi có thể nhận xét rằng thế hệ này rất tiềm năng dù nhiều người cho là không tốt và dành nhiều chỉ trích. Tôi nhớ khi tôi nhận nhiệm vụ, những cầu thủ này còn thua ở giải U19 Campuchia. Tôi không hối tiếc khi đón nhận họ. Thế hệ này không có nhiều cá nhân nổi bật, nhưng tôi tin với cách huấn luyện hợp lý, họ có thể có tương lai tốt hơn. SEA Games chưa kết thúc với thầy trò Trossier khi còn trận trên HC đồng diễn ra vào ngày 16 tháng 5 với đội thua trong cặp bán kết còn lại giữa Thái Lan và Myanmar. Cựu huấn luyện viên Trossier so sánh U22 Việt Nam với thời của ông Bắc. Bị hỏi nhiều về thời của huấn luyện viên Bắc Hang-seo, hai lần vô địch SEA Games dựa nhiều vào các tuyển thủ quốc gia và cầu thủ tăng cường quá tuổi. Ông Trossier cho rằng học trò ông ở Campuchia lần này ít kinh nghiệm hơn. Huấn luyện viên Trossier khẳng định nếu các học trò ông có nhiều kinh nghiệm đã không thua bàn ở phút bù giờ và thậm chí còn sớm kết liễu U22 Indonesia chưa cả nửa tiếng trong thế 10-11. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Pháp cũng nhấn mạnh, những tuyển thủ U22 Việt Nam đã chơi tốt trước đối thủ mạnh và cái thua là hành trang quý cho tương lai. Hơn nữa ngày sau trận thua 2-3 của tuyển U22 Việt Nam ở bán kết SEA Games, rất nhiều người hâm mộ còn chưa tiêu hóa được nỗi đau thủ môn Quang Văn chuẩn bị thủng lưới không đáng từ hai quả ném biên. Đầu tiên ở phút thứ 10, Ramata Ahan ném bóng thật mạnh từ bên cánh phải cho Comanches Nanda chọn điểm chơi chuẩn, đánh đầu ghi bàn cho U22 Indonesia. Cũng từ một pha ném biên của tác giả Ahan ở phút 54, thủ môn Quang Văn chuẩn đã cản phá một pha dứt điểm nhưng ngay sau đó, hàng thủ 7 người lại đứng như trời trồng để Marcelino từ ngoài vòng 16m50 đệm bóng rất nhẹ chui vào lưới. Giữa hai bàn thắng này là pha cỡ quà đẹp mắt sau cú đánh đầu ngược của Văn Tùng ở phút 34. Cho đến khi Ahan bị đuổi khỏi sân do nhận thẻ vàng thứ hai vào phút 60, thì mãi đến 20 phút sau U22 Việt Nam mới sang bằng cách biệt 2-2 do hậu vệ Amiruddin phản lưới nhà. Tiếc là khi thời gian của trận đấu chỉ còn tính bằng giây thì Tafani tung đòn kết liễu đối phương từ một cú sút hiểm treo góc. Huấn luyện viên Trossier nuối tiếc khi các học trò phải trả cái giá quá đắt vào phút bù giờ mà lẽ ra. U22 Việt Nam nếu tỉnh táo hơn sẽ kéo đối thủ đang mệt mỏi vào hai hiệp phụ và chơi trong thế hơn người. Ông thầy người Pháp buồn rầu, U22 Việt Nam nhập cuộc với mục tiêu chiến thắng nên khi nhận kết quả này khiến chúng tôi thất vọng. Nhưng các cầu thủ đã thể hiện được bản lĩnh trong lúc khó khăn. Họ tìm được bàn cỡ thông qua đấu pháp đề ra. Tiếc là bàn thua phút cuối xảy đến vì đội hình non trẻ, gồm nhiều cầu thủ dưới 20 tuổi. Họ chưa đủ bản lĩnh cũng như kinh nghiệm để đưa ra quyết định chính xác vào thời điểm quan trọng. Nhưng họ đã chiến đấu hết mình. Tôi đã yêu cầu cầu thủ thay đổi tư duy, chủ động chơi bóng và tấn công. Qua giải này, các cầu thủ trẻ đã tiến bộ. Chúng tôi đã chơi tốt trước một Indonesia rất mạnh. Khi đội bạn mất người, chúng tôi nhiều cơ hội để kết liễu trận đấu. Nhưng kinh nghiệm của cầu thủ chưa đủ làm điều đó. Tôi không trách họ sau trận thua này. Đây là cuộc chơi luôn có kẻ thắng, người thua. Thế hệ cầu thủ này rất có tiềm năng. Nếu được đầu tư, chăm chút trong tương lai, họ sẽ cho những kết quả tốt. Mỗi sẽ thất bại ở kỳ SEA Games so với hai lần vô địch thời ông Bắc, nhà cầm quân người Pháp bày tỏ. Rõ ràng lợi thế tăng cường những cầu thủ quá tuổi đã tạo ra khác biệt ở những kỳ SEA Games trước đó. Nếu có 3 cầu thủ quá tuổi, cộng thêm 2 trung vệ Việt Anh và Thanh Bình là đội có đến 5 cầu thủ giàu kinh nghiệm ở tuyển quốc gia. SEA Games 30, tôi biết U23 Việt Nam có 9 cầu thủ có kinh nghiệm khoác áo đội tuyển quốc, nhưng bây giờ cũng khó để nói lại câu chuyện đó. Giải lần này tôi xem là sân chơi để các cầu thủ dưới 22 tuổi thể hiện bản thân. Họ rất có tiềm năng dù nhiều người cho là không tốt và chỉ trích họ. Tôi nhớ khi tôi nhận nhiệm vụ, những cầu thủ này từng thua cả U19 Campuchia tại giải Đông Nam Á. Tôi không hối tiếc khi đón nhận họ. Thế hệ này không có nhiều cá nhân nổi bật, nhưng tôi tin với cách huấn luyện hợp lý, các cầu thủ có tương lai tốt hơn. Thầy trò Trossier đã không thể vượt qua trận bán kết Game 32 để hoàn thành chỉ tiêu lần thứ 3 vô địch. Trong khi đó, U22 Thái Lan đã thắng giải Myanmar 3-0 ở trận bán kết còn lại và vào chung kết, đụng độ U22 Indonesia lúc 20 giờ. Ngày 16 tháng 5, trước đó, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tranh huy chương đồng với U22 Myanmar lúc 16 giờ. Cả hai trận này đều diễn ra trên sân Olympic. U22 Việt Nam thua kém đội hình thời huấn luyện viên Bắc Hang-seo thế nào? U22 Việt Nam chinh chiến ở SEA Games 32 thiếu và yếu hơn thế hệ đàn anh đỉnh cao về nhiều mặt. Các cầu thủ cần thời gian để cải thiện. Rất nhiều cầu thủ thiếu kinh nghiệm thực chiến. Huấn luyện viên Philip Trossier lý giải nguyên nhân thất bại của U22 Việt Nam. Đây không phải lần duy nhất nhà cầm quân người Pháp nói về vấn đề kinh nghiệm của các học trò. Vấn đề mà ông Trossier chỉ ra có lẽ không phải chuyện biện minh hay đổ lỗi. Đó là vấn đề thực tiễn xảy ra ở U22 Việt Nam với lứa cầu thủ sinh sau năm 2001. Phải thừa nhận thực tế rằng thế hệ cầu thủ sinh năm 2001 đến 2002 là lứa cầu thủ bị hẫng sau thời kỳ lên đỉnh của các đàn anh. Trước đó, về mặt năng lực, không có cầu thủ nào của nhóm này đạt đến trình độ của Quang Hải, Văn Hậu, Thành Trung, Việt Anh ở cùng độ tuổi.
Điều này dẫn tới vấn đề thứ hai, họ không thể cạnh tranh được với các đàn anh đang ở độ tuổi đỉnh cao. Đó là lý do những cầu thủ như Huỳnh Công Đến chỉ có thể dự bị ở V-League hoặc thi đấu ở giải hạng nhất với chất lượng chuyên môn kém hơn hẳn. Số cầu thủ U22 Việt Nam có kinh nghiệm thi đấu trên 10 trận ở V-League chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đó là Lương Duy Cương, Hồ Văn Cường, Đinh Xuân Tiến và Phan Tuấn Tài. Một số cầu thủ khác được ra sân ở đấu trường chuyên nghiệp hạng cao nhất nhưng chỉ với số phút thi đấu ít ỏi, mang tính chất làm quen bầu không khí của sân chơi này. Không được thi đấu ở cấp độ V-League, trải nghiệm thi đấu giải trẻ quốc tế của lứa Huỳnh Công Đến, Lê Văn Đô cũng hạn chế. Các giải châu Á giai đoạn 2020-2021 bị hoãn, hủy. Họ có cơ hội ở giải U23 Đông Nam Á diễn ra đầu năm 2022. Tuy nhiên, đó là giải đấu mà U23 Việt Nam sử dụng lứa cầu thủ sinh năm 2001 đến 2002 phải thay gần hết lực lượng. So với thế hệ đàn anh giành huy chương vàng cách đây một năm, U22 Việt Nam hiện tại rõ ràng non hơn hẳn. Ở SEA Games 31, lực lượng U22 Việt Nam dù không được đánh giá cao bằng lứa Quang Hải giành huy chương vàng năm 2019. Tuy nhiên, những cầu thủ như Lê Văn Xuân, Nguyễn Thanh Bình, Dũng Quang Nho, Nhâm Mạnh Dũng, Nguyễn Văn Toàn, Bùi Hoàng Việt Anh, Lý Công Hoàng Anh được thi đấu ở V-League và ăn tập trong một thời gian dài ở đội tuyển quốc gia. Đó là chưa kể tới sự góp mặt của ba trụ cột trên 23 tuổi, cùng hai quả bóng vàng Việt Nam và tiền đạo chủ lực của đội tuyển. So với lứa vô địch SEA Games năm 2019 của Quang Hải, Văn Hậu, U22 Việt Nam hiện tại thua kém toàn diện. Việc thiếu trải nghiệm thi đấu đỉnh cao là vấn đề vừa mang tính chủ quan, vừa có tính khách quan. Các cầu thủ trẻ ít được tạo cơ hội, nhưng cũng phải nhìn lại rằng năng lực của họ không đủ tốt để cạnh tranh với các đàn anh, vốn là thế hệ xuất sắc nhất trong nhiều năm qua của bóng đá Việt Nam. Đây là điều tất yếu xảy ra với lứa cầu thủ liền sau thế hệ đỉnh cao ở mọi nền bóng đá. Trên thực tế, điều này được giới chuyên môn nhìn ra từ cách đây vài năm. Huấn luyện viên Philippe Chaussier chưa tìm ra cách khắc phục hiệu quả và U22 Việt Nam không hoàn thành nhiệm vụ ở SEA Games 32. Huấn luyện viên Park Hang-seo bực tức, đấm vào ghế sau bàn thua của U22 Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo rất bực tức khi chứng kiến bàn thua của U22 Việt Nam và lập tức bỏ về khi trận đấu khép lại.